Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Suy niệm lời Chúa thứ năm Chúa Nhật năm Phục Sinh. Cách đây khoảng 30 năm, sau khi dâng lễ tại họ Lẻ bên suối Cả, có một bà mẹ đến gặp tôi và nói: Thưa cha, con mới may được chiếc áo dài trắng để mặc đi lễ. Cha có biết không, từ 2 năm nay con đã chắt chiu từng đồng để có tiền may chiếc áo trắng này. Con muốn làm điều này để cha và cộng đoàn được vui. Quả thật tôi thực sự vui khi thấy người chị em đã làm được một việc
mà chị đã phải trải qua nhiều vất vả và cố gắng. Hoàn cảnh lúc tôi mới về giáo dân vẫn còn nhiều khó khăn. Có thể đối với nhiều người thì việc may chiếc áo dài trắng không phải là một chuyện ghê gớm. Nhưng với những người mà miếng cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, thì cố gắng kia quả thật là lớn lao. Qua việc may một chiếc áo dài trắng để đi lễ, người chị em chúng ta đang có được niềm vui lớn. Một đàng tự hào vì mình đã thể hiện được lòng yêu mến Chúa một cách chân thành và sâu sắc. Đàng khác cũng đem niềm vui đến cho cộng đoàn vì đang thể hiện mình là một thành viên của một giáo xứ có nề nếp, có sự hiệp thông. Niềm vui ấy sở dĩ có được nhờ đã biết cùng nhau thực hành điều mà Chúa cũng như các bề trên mời gọi. Chính Chúa Giêsu ngày xưa cũng muốn cho các tông đồ có được niềm vui ấy khi dạy họ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ các lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn." Rất rõ ràng, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta Ngài chính là niềm vui, là hạnh phúc của chúng ta. Tất cả những ai muốn có được niềm vui của Chúa, họ phải ở lại trong Chúa. Nói cách khác, họ phải lắng nghe và tuân giữ những lệnh Chúa đã truyền dạy. Ngày nay, nhiều người trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, v.v. đã tìm đến với cái chết. Bởi họ không cảm thấy hạnh phúc và vui sướng trong cuộc sống, dù họ có rất nhiều của cải vật chất. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết lắng nghe và sống theo những lệnh truyền của Chúa, để nhờ đó chúng ta luôn có được niềm vui có Chúa ở trong tâm hồn. Amen. Những lúc đời con cô đơn héo hon, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sức sống cho con, để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buông.